Trang trí cửa hàng chuẩn phong thủy là nhân tố quan trọng giúp thúc đẩy sinh khí và gia tăng tài vượng cho chủ nhân. Vậy thì ta cần phải lưu ý những điểm gì để đạt được các mục tiêu trên? Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ đi vào chi tiết các nội dung. Đầu tiên chúng ta nói tới phong thủy mặt tiền tạo sức hút. Phía trước cửa hàng thuộc Minh Đường và biển hiệu Minh Đường cần phải bằng phẳng, rộng rãi, có phần hơi cao cùng với tầm nhìn thoáng được xem là thuận lợi cho sinh khí và tài lộc có thể đến với chủ nhân. Minh Đường cũng cần phải sáng sủa và mở rộng thì sẽ vừa tránh được cảm giác chèn ép, lại thuận lợi cho người qua lại và truyền thông quảng bá đến những khách hàng của mình, đúng không ạ? Và chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút là nếu như mà cửa hàng sát với đường quá thì chúng ta cũng nên bố trí lùi lại một chút để mà làm cho cái khoảng Minh Đường hay còn gọi là huyền quan đó tạo thành một cái hình thế có thể hút được tài lộc nhiều hơn và có một khoảng đệm tốt hơn để mà hóa giải những cái thế phạm nếu như mà có của cái hình thế bên ngoài. Và thứ hai là chúng ta nói về nội thất. Phong thủy của tiểu cục nghĩa là bên trong của cửa hàng mà hợp lý thì không chỉ tạo thẩm mỹ mà còn chi phối trực tiếp đến vận khí của những điểm kinh doanh này. Nên là chúng ta cần phải nói tới những điểm quan trọng sau. Đầu tiên là cửa chính. Cửa chính của cửa hàng thì ví như là cái miệng ấy, gọi là khí khẩu mà, là nơi nạp khí và việc thành hay bại trong kinh doanh của nhà hàng này thì sẽ chịu ảnh hưởng của yếu tố này là mạnh mẽ nhất. Nên là chúng ta lựa chọn vị trí và độ lớn nhỏ cũng như là trang trí cửa chính bên trong là điều rất là quan trọng. Còn cửa chính thì luôn tạo ấn tượng đầu tiên đối với khách hàng. Chính vì thế nên là cửa cần phải rộng rãi, ngay ngắn và sạch sẽ, đảm bảo đủ ánh sáng thì nó sẽ tạo ra nhiều dương khí. Cửa chính rộng rãi thì cũng ví như là thu nạp được khí trường và đồng thời cũng khiến cho diện mạo bên trong nhà hàng chúng ta sẽ đến được với cả trước mắt mọi người. Và tiếp theo nữa là chúng ta cũng phải tránh phạm phải những cấm kỵ của phong thủy cửa chính của cửa hàng, tôi đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Ví dụ như là đặt vào gương đối diện cửa chính này, rồi cửa sau thẳng với cả cửa chính, rồi là không đặt những thùng rác, rồi trước cửa chính thì không có cây lớn chắn, không có những cái cột điện chắn hay là có cống thoát nước. Những cái phong thủy của cửa chính của nhà ở chúng ta thì cũng y hệt như cửa chính ở cửa hàng. Thì các bạn có thể xem lại những cái video của tôi nói về phong thủy của cửa chính. Và tiếp theo chúng ta nói tới quầy thu ngân. Thu ngân là vị trí chủ về lợi nhuận thì chúng ta cần phải chú trọng theo tiêu chí là tụ khí thì tụ tài, tán khí thì tán tài. Quầy thu ngân có thể đặt tại cung tụ tài hoặc là phía đông nam của cửa hàng. Nếu mà xét theo bát trạch thì phía đông nam đại diện cho cung lộc, mang đến tài lộc và may mắn cũng như là sự thịnh vượng của gia chủ. Tuy nhiên là đối với cả những phong thủy cao cấp hiện nay thì có rất là nhiều những cái phương pháp khác nó mang tính chất kích hoạt tài lộc mạnh mẽ hơn, chứ không chỉ đơn giản là chúng ta an vị ở phía đông nam, mà sẽ cần phải xét theo vận khí của cái khoảng thời gian đó, nơi nào sẽ là vượng khí. Thì các bạn cũng có thể là cân nhắc việc gọi điện cho trợ lý của tôi để được trợ giúp phần này. Và một phần nữa chúng ta có thể nói tới đó là vật phẩm chiêu tài. Bày thần tài hay là vật phẩm chiêu tài là điều rất là dễ gặp với nhiều cửa hàng. Tuy nhiên là bày sao cho đúng hay là chuẩn phong thủy là điều mà không phải ai cũng biết. Ta biết là có cả văn thần tài và võ thần tài, nên là khi bố trí ban thờ thần tài cho không gian kinh doanh thì chúng ta cần phải chú ý đặt ban thờ chung của hai vị văn và võ thần tài hướng mặt và phương vị khác nhau. Ngoài ra thì ta có thể chọn một số vật phẩm phong thủy chiêu tài khác, ví dụ như là tỳ hưu, thiềm thừ, kỳ lân, long quy, rồi mèo chiêu tài. Hay tôi thấy một số bạn đặt rất là nhiều những cái cầu thạch anh này, rồi cả bát tụ bảo của phùng gia nữa. Thì tất cả những vật phẩm này nếu như mà được an vị vào ngày giờ được chỉ định bởi phong thủy sư chuyên nghiệp thì nó sẽ có cái cách cục kích hoạt rất là tốt. Và bây giờ chúng ta nói tới mục tiếp theo là bố trí quầy hàng. Kệ tủ trưng bày sản phẩm của cửa hàng phải gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Đây là điều tối quan trọng vì nó sẽ tạo ra cái sinh khí tốt. Và tiếp theo là ánh sáng thì cũng ảnh hưởng khá là lớn đến cái sinh khí của khu vực đó. Không gian mà quá là u tối, âm u thì sẽ gây ra cảm giác không thoải mái, thậm chí còn rất là khó chịu cho không chỉ là những người ở trong cái cửa hàng đó mà cả những khách hàng tới thăm nữa. Vì thế nên là chúng ta nên kết hợp sử dụng các loại đèn khác nhau để tăng cường độ sáng, tăng dương khí và tạo ra sự thu hút cho cửa hàng. Và hy vọng với những chia sẻ ở trên thì sẽ giúp các bạn có được các cái gợi ý hữu ích để mà bày trí không gian kinh doanh của mình thêm tối ưu. Trong những video tiếp theo, tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ với các bạn những kiến thức về phong thủy chính phái. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.